Một số quy luật đơn giản giúp bạn dễ nhận biết giống của danh từ. Trước hết là chúng ta sẽ đi vào nhận biết giống của danh từ giống đực. Damn masculine. Đó. Trường hợp thứ nhất là những cái danh từ chỉ thực sự những người đàn ông như là der Vater, der Mann, der Sohn, der Bruder, der Herr und der Onkel. Đó là những người thực sự đàn ông, đó là cha hay là người đàn ông hay là đứa con hay là anh trai vân vân. Der Student. Trường hợp thứ hai đó là những cái danh từ chỉ người nam như là der Student, der Professor. Nam sinh viên hoặc là nam giáo sư. Trường hợp thứ ba đó là các loại rượu. Nhớ là bia thì không phải là rượu. Das Bier. Das Bier. Trường hợp thứ tư đó là der BMW, der Mercedes, der VW. Tức là cái các nhãn hiệu của ô tô. Nhưng mà nhớ rằng là các nhãn hiệu xe máy thì lại là giống cái. Die Yamaha, die Harley Davidson. Der Mittwoch. No. Trường hợp tiếp theo đó là tên của các ngày trong tuần như là der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag und der Sonntag. Trường hợp tiếp theo đó là tên của các tháng trong năm. Der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli und der August, der September, der Oktober, der November und der Dezember. Trường hợp nữa đó là tên của bốn mùa. Der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Trường hợp tiếp theo là tên của các hướng chính, bốn hướng chính là der Süden, der Norden, der Westen und der Osten. Trường hợp nữa đó là những cái danh từ các bạn sẽ nhận biết là những cái danh từ mà có đuôi là ich, ling, l, n, r, ich, der Honig, der Pfennig, der Teppich, der Lehrling, der Schlüssel, der Löffel, der Wagen, der Boden, der Arbeiter, der Zucker. Nhưng mà có những cái ngoại lệ như là die Butter, die Mutter, die Tochter, die Nummer, die Mauer, das Messer, das Zimmer, das Wasser, das Wetter, das Fenster, das Leder, das Kissen, das Tier. Trường hợp tiếp theo đó là những cái danh từ mà du nhập nó có những cái đuôi như là ant, ant, ar, er, ast, ent, eur, ihr, ist, ismus, or, us. Ví dụ như là der Kommandant, der Kommissar, der Millionär, der Enthusiast, der Student, der Friseur, der Offizier, der Optimist, der Pessimist, der Idealmus, der Materialmus, der Tenor. Tiếp theo đó là danh từ giống cái. Die Mutter, die Frau, die Tochter, die Schwester, die Dame, die Tante. Trường hợp thứ nhất đó là những cái danh từ chỉ những người phụ nữ như là người mẹ, người phụ nữ, đứa con gái, vân vân. Trường hợp thứ hai đó là tên của hầu hết các loại cây cối. Die Tanne, die Linde. Rồi trường hợp nữa đó là tên của hầu hết các loại hoa. Die Orchidee, die Lilie. Tên của hầu hết các loại trái cây.
Như là Die Banane, die Pflaume, thứ der trừ Apfel. trừ cái trường hợp là der Apfel. Apfel. Trường hợp tiếp theo là những cái danh từ mà có đuôi là AG, E, Ei, Heit, Kite, Schaft, Je, Eck, Ecke, Ick, In, Ion, Tät, Unk, Ur. ví dụ như là Die Courage, die Liebe, die Partei, die Gesundheit, die Freundlichkeit, die Freundschaft, die Melodie, die Familie, die Diskothek, die Apothek, die Politik, die Musik, die Universität, nein, die Po. die Nation, die Musik, die Diktatur, die Wohnung, die Literatur. Một số cái ngoại lệ. Das Auge, das Ende, der Buchstabe, der Name, der Kunde. Tiếp theo đó là những cái danh từ giống cái Das. giống chung, là những cái danh từ giống chung. Das. Das Mädchen, das Kätzchen, das Schwesterlein, das Tischlein, das Kind, das Kalb, das Brötchen. Das Häuschen, Thì chicken egg. các bạn nhìn thấy ở đây á, là những cái danh từ mà nó chỉ những cái con vật còn non, hoặc những con vật, những vật nhỏ bé hoặc là người trẻ tuổi, và nó hầu hết là có đuôi là khiên hoặc là lion. Sống những... Ok. Và trường hợp thứ hai đó là tên của các thành phố hoặc là tên của hầu hết các nước. Die Schweiz, die Türkei, der Irak, der Iran, die Niederlande, die USA. Những cái, nhưng mà có những cái ngoại lệ như là Die Schweiz, die Türkei, der Irak, der Iran, die Niederlande, die USA. Warum? Okay. Tiếp theo đó là tên của những cái kim loại và nguyên tố hóa học như là Das Gold, das Silber, das Kupfer, das Eisen, das Aluminium, das Helium, das Chlor, das Radium, và có ngoại lệ là der Stahl. trường hợp tiếp theo đó là có những tiền tố. Tiền tố tức là nó bắt đầu bởi những cái, Das Getränk, das Gemüse. bởi chữ g, g ha. Das Getränk Này, yeah. G. Đó, g, so. G, das Getränk, das Gemüse. Còn trường hợp tiếp theo đó là những cái danh từ mà nó có đuôi là Tum, Ment, Eum, Yum, Et. Zeug. Das Christamentum, das Instrument, das Gymnasium, das Museum, das Datum, das Duett, das Spielzeug, das Feuerzeug. Và trường hợp tiếp theo đó là những cái động từ nguyên mẫu được sử dụng như danh từ, ví dụ như Das Leben, das Feuerzeug, das Sehen. ist okay. Das Trường hợp tiếp theo là số nhiều. Thế thì số nhiều nó được chia ra làm một số cái nhóm như sau. Tức là để mà thay đổi từ số ít sang số nhiều á, thì người ta sẽ làm như sau. Nhóm 1 là không thay đổi, thêm hoặc một số thì thêm umlau. Plural Umlaut. Ä, Ü, O.
Thì một trước hết đó là gồm những cái danh từ giống đực và giống chung có đuôi là Tô e. Tô L N Bạn nói cái đuôi R tớ, hậu tớ, tức là e, E e,